Xin chào các bác đến với kênh YouTube Bộ Không. Nội dung của video hôm nay thì tôi xin giới thiệu các bác một cái sản phẩm, đó là máy rửa xe ô tô tại nhà, ô tô xe máy. Đây là cái sản phẩm có thương hiệu là Fullmax này. Sản phẩm này thì được gia đình nhà tôi mua cũng lâu rồi, hôm nay mới làm video giới thiệu với các bác. Chúng ta cùng xem qua một vài cái thông số kỹ thuật của nó nhé. Công suất máy này có công suất là 2.500W này. Áp suất trung bình là 853 này, áp suất mắc là 135 bar. Và cái lượng nước nó phun được thì là 5.5 lít trên 1 phút. Đấy là cái thông số kỹ thuật cơ bản của nó. Máy này thì gia đình nhà tôi mua cũng lâu rồi. Tôi đánh giá thì nó cũng chỉ rửa được cái xe ô tô này ở cái mức sạch trung bình, ví dụ cái xe nó các bác đi nó chỉ có cái bụi thôi thì nó sẽ sạch được, nhưng mà nếu mà đi lâu ngày mà trời mưa ấy, bùn đất nó bám lên xe thì cái máy này nó không, cái lực áp lực của nó không tẩy hết được cái bùn đất lâu ngày nó bám trên xe đâu, mà chúng ta phải dùng thêm các cái phụ kiện, ví dụ như khăn, ví dụ như những cái gạt. Tôi hay dùng cái cần gạt mưa kìa, thì tôi kết hợp với cái máy này để tôi rửa, chứ nếu mà chỉ dùng không nó thì nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu sạch của một cái chiếc xe, nó rất là bẩn. Bây giờ thì tôi sẽ lắp vào để tôi thử cho các bác xem. Đây, tôi vừa lắp xong cái máy rửa ô tô tại nhà này các bác ạ. Một cái đầu nước vào này, còn đây đầu nước ra này. Đầu nước vào này, một là các bác cắm trực tiếp từ đầu ống nước, nhưng đây tôi dùng cắm qua cái xô này để nó lọc cái cặn bẩn đi. Đây là có cái lọc cặn bẩn này, tôi cho vào cái xô này. Bây giờ thì tôi sẽ dùng cái máy này để tôi rửa thử cái xe cho các bác xem nhá. Cái đầu này sẽ chỉnh được cái tia nước này các bác này. Cái tia nước to nhỏ sẽ chỉnh ở cái đầu này. Chung là nếu mà một cái xe ô tô, nếu mà chúng ta đi ngày nào chúng ta cũng rửa thì dùng cái máy bơm này được. Nhưng mà ví dụ những cái ngày mưa hoặc các bác đi cái nơi nào mà nó bùn đất nó bám vào trên xe nhiều, mà nó cái bùn nó bám dày khó rửa thì cái máy bơm này nó sẽ không rửa được, mà phải dùng kết hợp với một cái dụng cụ nữa. Ví dụ như tôi ở đây tôi kết hợp dùng cái cần gạt mưa hỏng này này. Đấy, thỉnh thoảng tôi phải dùng kết hợp để tôi gạt cái này thì nó mới đi hết được cái bùn đất trên xe. Còn nếu mà chỉ dùng cái máy bơm này không ấy, ta chỉ dùng cái máy rửa xe này không ấy, thì nó sẽ không hết được. Chúng ta rửa xe sau khi rửa xong thì nó sẽ có những cái vệt loang trên xe, vệt bẩn đấy. Vì xe của tôi đây là xe tôi cũng mới rửa, hôm nay tôi mang cái máy bơm ra review cho các bác thôi, cho nên là rửa nó tương đối là sạch. Được. Một xô nước đã hết rồi. Rồi, review qua cho các bác một cái sản phẩm máy rửa xe ô tô gia đình. Công suất là 2.500W. Rửa cái mức độ là một chiếc xe chỉ là bám bụi, gọi là bụi đường thôi, chứ còn bùn đất thì không thể rửa sạch được. Muốn rửa sạch bùn đất thì lại phải kết hợp với những cái dụng cụ như rẻ lau, hoặc là một cái cần gạt sinh nhan, rồi cần gạt mưa hỏng để chúng ta kết hợp, chứ là chỉ dùng cái máy bơm này không ấy thì nó sẽ không thành sạch. Cho nên là bác nào mua cái để có ý định mua cái dụng cụ máy rửa xe ô tô tại nhà này ấy, nếu mà cái loại này ấy, thì cũng nên cân nhắc để sử dụng cho nó hiệu quả. Như tôi thì tôi có một cái dụng cụ này nữa. Dụng cụ này thì tôi mua trên Shopee cũng có 100, hình như 130.000 ấy.
Tôi hay rửa xe trên cơ quan. Cái này áp lực nước thì nó không được mạnh như cái kia đâu, nhưng mà kết hợp thêm rẻ lau với lại cái cần gạt mưa kia thì nó cũng sạch tương đối. Chi phí thì cái này rẻ hơn cái kia rất nhiều. Tôi hay rửa cái này. Hôm nay về nhà, hôm nay về Hải Dương gia đình thì có cái này thì cũng mang ra review cho các bác xem. Mà tôi ngại lấy cái máy này ra rửa lắm, vì nó lách cách, cắm điện cắm đóm mà cái áp lực nước nó cũng không sạch được, cũng chỉ gọi là phun cái bụi thôi, chứ còn nếu mà bùn đất bám trên xe nhiều thì không thể sạch được. Nên là bác nào có đang có ý định mua máy rửa xe ô tô tại gia đình, cân nhắc cái dòng nó áp suất nó lớn một chút, cái tia nước nó mạnh ấy, thì nó mới sạch được. Video này tôi xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bác đã xem video này.